Hello everyone, welcome to Miss T Online Lessons. Chào mừng các em đến với lớp học online của Miss T. Và trước khi bắt đầu bài học thì chúng ta hãy cùng nhau review lại, ôn lại một số những cái từ vựng đã học ở tiết trước ha. Now look the screen, I have an activity for you. Look at the screen and answer the questions. What sport are they? Here you can see many kind of sport. And take out a piece of paper. Write down the name of the sport, please. Chúng ta hãy lấy giấy ra ghi lại tên của các cái môn thể thao mà chúng ta biết được trên màn hình. Và các bạn có thể comment những đáp án của mình ở bên dưới cái phần bình luận của video này ha. Rồi, cô sẽ kiểm tra nó và cho chúng ta cái reply, cho chúng ta cái hồi đáp, cho cái feedback, cho cái phần trả lời cái câu hỏi này ha. Now, moving on. Come to the next lesson today. First of all, I have an example for you. Look at the pictures and tell me. Yeah, you can see he is playing football, right? I have an example. I am playing football now. Tôi đang chơi đá bóng. Đây là một cái hoạt động đang diễn ra hiện tại, đúng không? Right. I have another example. I played volleyball last week. À, chúng ta có một cái hành động khác nhưng cái thời điểm của nó không phải hiện tại nữa, mà chúng ta thấy cái dấu hiệu last week, tuần trước, tuần rồi. Đây là một cái thời điểm trong quá khứ, cho nên hành động này sẽ được chuyển thể sang quá khứ. I played. Ở đây chúng ta thấy động từ play đã được thêm vào sau đó một cái hậu tố ed, và đây chính là một cái hoạt động đã xảy ra in the past, trong quá khứ nha. Để nói về một hoạt động trong quá khứ thì người ta sẽ dùng thì quá khứ đơn để mô tả nó. Và ngày hôm nay trong cái bài mới này, A Lost Look 2, thì cô sẽ giới thiệu cho các em về cái The Simple Past Tense, thì quá khứ đơn ha. Rồi, chúng ta có cách dùng của thì quá khứ đơn như sau. We use the simple past tense to talk about the finished action in the past. Nên là mình sử dụng thì quá khứ đơn để nói về hành động đã kết thúc, đã hoàn tất trong quá khứ, chấm dứt rồi và mình không có còn làm nữa ha. Rồi, chúng ta có hình thức của nó như sau. Cô sẽ chia ra nó làm hai loại động từ ha. Regular verbs là động từ có quy tắc, và irregular verbs là động từ ở dạng bất quy tắc. Đối với động từ có quy tắc thì chúng ta sẽ có hình thức khẳng định của nó là chủ từ cộng động từ, và chúng ta thêm vào đó cái hậu tố là ed, giống như từ play mình đã thấy hồi nãy ha. Rồi, đối với dạng phủ định thì chúng ta sẽ có chủ từ trợ động từ did, thêm not vào là didn't, và động từ sẽ đưa về dạng nguyên mẫu. Chúng ta để ý ở đây cái động từ did đó, nó là trợ động từ và nó mang hình thức quá khứ của trợ động từ do does ở hiện tại. Rồi, đối với câu hỏi thì chúng ta sẽ mang did ra trước chủ từ, và động từ chính của mình cũng ở dạng động từ nguyên mẫu. Và khi chúng ta trả lời dạng câu hỏi yes, no thì mình sẽ dùng là yes cộng chủ từ did và no cộng cho chủ từ didn't. Rồi, đối với hình thức của động từ bất quy tắc thì chúng ta sẽ có, bất quy tắc có nghĩa là nó đặc biệt và chúng ta sẽ không có theo cái quy luật thêm ed như ở phía trên, mà chúng ta sẽ sử dụng động từ nằm ở cột thứ hai trong bảng động từ bất quy tắc. Và bảng động từ bất quy tắc là gì thì cô sẽ gửi cho mấy em cái đường link để chúng ta có thể vào đó ghi lại hoặc là photo lại những cái bảng động từ bất quy tắc này mà mình sử dụng cho câu quá khứ đơn này ha. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng động từ ở cột 2 trong bảng động từ bất quy tắc chính là những động từ có hình thức quá khứ, còn ở cột 1 của nó sẽ là động từ ở hình thức hiện tại ha. Rồi, đối với dạng phủ định của động từ bất quy tắc thì cũng giống như là có quy tắc thôi, mình sẽ dùng didn't và động từ ở dạng nguyên mẫu. Và động từ ở thì quá khứ đơn chia ở dạng câu hỏi thì chúng ta cũng dùng như tương tự như động từ có quy tắc là did cộng chủ từ cộng động từ nguyên mẫu. Rồi, các em có thể check nhau công thức này lại ha. Đây, cô xin phép giới thiệu một số những động từ ta gọi là động từ bất quy tắc nằm ở trường hợp thứ hai mà mình thấy. Bất quy tắc là nó không có được phép thêm ed vào sau lưng nó để biến nó thành quá khứ ha, mà mình phải sử dụng bảng động từ bất quy tắc và lấy ở cái cột thứ hai ra thì nó sẽ là những động từ ở quá khứ. Rồi, chúng ta sẽ có động từ to be thì chia quá khứ nó sẽ có hai dạng là was và were. Was
sẽ đi với những chủ từ số ít như là I, he, she, it. Còn were sẽ đi với những chủ từ số nhiều như là they, you, we. Rồi, chúng ta có do ở hiện tại và quá khứ của do là did, when, quá khứ là won, how has, quá khứ của nó sẽ là have, sit thì quá khứ của nó là sat, it thì quá khứ của nó là a. Chúng ta có rất nhiều động từ khác và chúng ta phải có cái bảng động từ có nguyên tắc thì mình mới thuộc nổi ha. Cô có, sorry. Yeah. Rồi. Với câu hỏi đầu tiên trong sách giáo khoa, chúng ta sẽ sử dụng động từ to be were. Rồi cô giải thích thêm câu này nó hơi khó hiểu xíu ha. Tại sao dùng động từ to be ở đây mà không có được phép dùng did? Vì chúng ta biết là động từ to be nó sẽ thường đi kèm với tính từ. Còn did nó sẽ đi kèm với một động từ nguyên mẫu ở phía sau. Hoặc là nó là với chức năng là trợ động từ hoặc bản thân nó là một động từ thường. Thì nó sẽ được sử dụng như chức năng như một động từ thường hoặc trợ động từ. Còn động từ was và were thì là động từ to be sẽ đi kèm với tính từ. Nhưng ở đây chúng ta thấy sau lưng were chúng ta có một cái động từ nó đang được chia cục 3. Vì đây là hình thức câu bị động ha. Trong câu bị động thì bắt buộc mình phải sử dụng động từ to be rồi. Và ở đây chúng ta thấy chủ từ của mình có từ là game số nhiều, cho nên cô phải dùng động từ to be là were chứ không dùng was trong trường hợp này được. Rồi câu số 2, ai là người đầu tiên đi bộ lên mặt trăng? Động từ to be thì mình biết nó mang nghĩa gốc là thì, là ở. Ở đây mình dùng to be sẽ phù hợp nghĩa nhất, cho nên mình sẽ dùng là was. Vì ở đây chỉ có một người thôi cho nên dùng số ít ha. Rồi câu hỏi thứ 3, I was at the gym last Sunday. I thì đi với động từ to be were, tôi đã ở ha, mình dùng to be thì sẽ hợp nghĩa hơn. Rồi ở đây chúng ta khoảng trống thứ hai, but I did not see you there. Ở đây là câu phủ định cho nên mình phải mượn trợ động từ did đặt phía trước chữ not này ha. Rồi vị trí thứ ba, no, I was at my aunt's house. Ở đây chúng ta dùng động từ to be vì chúng ta cần nghĩa thì là ở, tôi đã ở nhà của dì tôi ha. Rồi câu tiếp theo, chúng ta có động từ claim là động từ thường. Trong câu hỏi này chúng ta phải mượn trợ động từ trước chữ từ ha. Trong công thức của mình đối với câu nghi vấn thì mình sẽ mượn did đặt đầu câu. Rồi ở đây ngoài sau chúng ta có when you were in Sapa. Rồi thì ở đây cần động từ mang nghĩa là ở, mang nghĩa là bạn đã ở Sapa thì chỗ này dùng were là phù hợp nhất ha. Trả lời cho cái câu hỏi ở phía trên dạng câu hỏi yes no thì người ta dùng yes cộng chủ từ và cộng did như hồi nãy cô đã nói trong cách trả lời cho câu hỏi nghi vấn ha. Rồi ngoài sau, it was tiring. Chỗ này chúng ta thấy tiring nó mang tính chất như một tính từ thì mình sẽ dùng động từ to be đi kèm. It thì sẽ đi với chủ từ, nó là chủ từ số ít cho nên sẽ đi với động từ was. Rồi, đó là nội dung của bài tập số 1. Chúng ta sang bài tập tiếp theo ha. Ở đây có một cái đoạn hội thoại giữa Nick và Sonny. Vậy thì chúng ta cần phải chia hình thức đúng của động từ vào chỗ trống. Và chủ yếu của mình là động từ ở thì quá khứ đơn ha. Rồi, ở đây chúng ta có là hi there. Hello Nick, did you have a nice weekend? Bạn có một cái kỳ nghỉ cuối tuần tuyệt chứ? Yeah, it. Ở động từ to be thì chúng ta sẽ chia ra hình thức là was cho khoảng trống này ha. Rồi, ok, I. Ở đây chúng ta cần phải dùng trợ động từ của nó ha. Rồi, thêm not vào. Và động từ chú ý là sẽ sử dụng hình thức nguyên mẫu. Rồi, vị trí thứ 3, I just blah 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 at home. Sit này chúng ta không được phép thêm ed vì nó có xuất hiện trong bảng động từ bất quy tắc. Nó có xuất hiện ở cột 2 như nãy cô đã giới thiệu ha. Hình thức quá khứ của nó là sat. Rồi, khoảng trống thứ 4, động từ watch. Động từ này chúng ta không có nằm trong bảng động từ bất quy tắc, cho nên khi chia nó hình thức quá khứ thì mình sẽ thêm ed vào. Câu số 5, khoảng trống số 5 thì chúng ta có động từ là go. Go có hình thức quá khứ cột 2, cho nên chúng ta sẽ dùng hình thức quá khứ cột 2 của nó, chứ không được phép thêm ed vào sau lưng nó nha. Rồi, khoảng trống số 6, động từ have thì nó có hình thức quá khứ là had như hồi nãy đã giới thiệu ở trong cái phần công thức ha.
Tương tự như vậy, câu số 7 chúng ta sẽ có, đây là dạng câu hỏi cho nên mình phải mượn trợ động từ did ở vị trí trước chủ từ ha. Biến do thành did, đặt câu hỏi cho quá khứ. Câu số 8, động từ visit mà chưa quá khứ thì mình đã thấy rồi trong ví dụ ha. Cô sẽ thêm ed vào và nó đọc sẽ được đọc là visited. Khoảng trống số 9, động từ it mà chưa quá khứ ra thì chúng ta sẽ có cột 2 của nó là ate. Như cô đã giới thiệu trên công thức luôn ha. Rồi, khoảng trống số 10, score. Động từ này không có xuất hiện trong bảng động từ bất quy tắc, cho nên mình sẽ thêm ed vào lưng nó. Lưu ý cho chúng ta là tận cùng của nó đã có e rồi, cho nên mình chỉ cần thêm chữ d thôi. Rồi, cô có cái đáp án như sau. Yeah, chú ý khoảng trống số 10 ha, chúng ta đã có e rồi, cho nên chỉ cần phải thêm d vào thôi. Rồi, đây là đáp án của chúng ta. You can take note. Now moving on to next exercise. Work in pair, ask and answer questions about last week. Người ta yêu cầu mình làm việc theo cặp và đặt câu hỏi và trả lời về những cái hoạt động mình đã làm hồi tuần rồi. Cô có cái ví dụ ha. A, did you do any sports last weekend? Oh yes, I were exhausted. Really? What did you do? I played football on Saturday morning. On Saturday afternoon, I went fishing with my friends. What about Sunday? I helped my mother to tidy up our house and cut grass in our garden. Rồi, ở đây bạn ấy kể về những hoạt động mà bạn ấy đã làm trong quá khứ với một người bạn ha. Vì chúng ta không có partner trong trường hợp này, cho nên đối với bài tập này thì các em có thể ghi ra giùm cô là ba hoạt động mà mình đã làm hồi tuần trước nha. Ba hoạt động, ba câu. Make three sentences using past simple to talk about last week's activities. Sử dụng thì quá khứ đơn để viết ra cho cô ba câu nói về những cái việc mình đã làm trong quá khứ. Trong quá khứ cụ thể là tuần rồi ha. Rồi, đó là bài tập chúng ta có thể làm riêng ở nhà ha. Và chúng ta cũng có thể là gửi đáp án cho cô bằng Zalo hoặc là Facebook. Now moving on. Một cái điểm ngữ pháp tiếp theo mà cô xin giới thiệu trong cái phần bài học ngày hôm nay đó là câu imperative, câu mệnh lệnh ha. We use the imperative to talk, to tell to someone to do something or to give a direct order. Mình đưa ra cái câu imperative, cái câu mệnh lệnh này để bảo ai đó làm một việc, khuyên ai đó làm một việc hoặc là đưa ra cái yêu cầu trực tiếp cho người đó. À, mở cửa nè, đóng cửa nè, rồi giữ im lặng nè, đó là những cái câu mệnh lệnh ha. Rồi, chúng ta có hai hình thức, đó là hình thức phủ định, mệnh lệnh, sorry, mệnh lệnh khẳng định và mệnh lệnh phủ định ha. Đối với câu mệnh lệnh khẳng định thì chúng ta chỉ cần sử dụng động từ nguyên mẫu đứng đầu câu rồi để đưa ra yêu cầu thôi. Đối với dạng negative, phủ định thì chúng ta dùng do cộng động từ nguyên mẫu để yêu cầu người ta đừng có làm việc đó nha. Ví dụ, example, it's a showing gum. Đó là một cái kẹo cao su. Show it là bạn hãy nhai nó. Don't swallow it là đừng có nuốt nha. Đây là hai cái ví dụ về câu khẳng định và câu phủ định đối với dạng yêu cầu, mệnh lệnh. Yeah. Sorry. Ví dụ ha, ở đây người ta có động từ text và để đặt ra yêu cầu cho cái bức tranh này thì cô sẽ có cái ví dụ như sau. It's raining. Take your umbrella. Trời đang mưa, hãy mang dù theo. À, hãy cầm dù đi nha. Giờ chúng ta sẽ sử dụng động từ text nguyên mẫu đặt đầu cái câu thứ hai để biến nó thành câu mệnh lệnh. Rồi, tương tự như vậy chúng ta sẽ có một cái biểu tượng nha, một cái sign, no littering, đừng vứt rác, không được vứt rác. Vậy thì đặt ra câu mệnh lệnh cho trường hợp này cô sẽ có là please don't litter, làm ơn đừng vứt rác. Yeah. Next example, it's late now, bây giờ đã muộn rồi ha. 7 giờ mình vào học mà 8 giờ 20 mình mới thức dậy thì người ta sẽ yêu cầu mình sao? Please hurry up. Cảm ơn, hãy nhanh chân. Đây là câu yêu cầu. Không phải là không được phép.
làm ở phòng gym thì các bạn có thể viết ra, write out, viết vào trong sách của mình ha. Ở trong sách của mình có khoảng trống nên có thể làm bài tập này. Yeah. Có thể là yêu cầu khẳng định và yêu cầu phủ định cũng được. Rồi, đối với cái bài học ở lớp số 2 ngày hôm nay thì chúng ta đã vừa tìm hiểu qua hai điểm ngữ pháp lớn là the simple past thì quá khứ đơn. Chúng ta sẽ sử dụng động từ ở hình thức thêm ed hoặc là động từ ở cột 2 trong bảng động từ bất quy tắc. Và dạng ngữ pháp thứ hai mà cô mới vừa giới thiệu là imperative, câu mệnh lệnh, yêu cầu người nào đó làm một việc, bảo ai đó làm một việc ha. Rồi, hay là hai điểm ngữ pháp quan trọng mình cần phải nắm trong bài học này. Rồi, nhiệm vụ của các em ở nhà là chúng ta có thể học lại lý thuyết ha, xem lại công thức, cố gắng nhớ lại thuộc công thức của thì quá khứ đơn. Và chúng ta cần phải hoàn tất các cái bài tập ở trong sách học sinh. Bên cạnh đó chúng ta có thể làm thêm bài tập trong sách bài tập Workbook. Rồi. Và tiết tiếp theo communication là tiết giảm tải, cho nên chúng ta sẽ chuẩn bị bài học kế tiếp là skill 1 của unit 8 này ha. Rồi, chúng ta không cần phải học về communication, các bạn có thể học online, tìm tài liệu về cái communication hoặc là tự làm bài tập ở nhà. Rồi. That's all for my lesson today. Hope you study well. Try to do what you need to do at home. Thanks for your watching.